Tử vi tuổi Sửu tháng 1 âm lịch năm 2021. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Thưa quý vị, năm Tân Sửu 2021, tuổi Sửu phạm phải Trực Thái Tuế nên tài vận giảm đi. Năm nay là năm bản mệnh của tuổi Sửu, người xưa có câu Thái Tuế đương đầu họa, vô tài xã hư họa. Người tuổi Sửu năm nay cần ưu tiên lùi một bước, tiến hai bước. Không nằm ngoài dự đoán đó, năm nay rất khó khăn đối với các gia chủ tuổi Sửu. Dù rất tài giỏi và luôn nỗ lực trong công việc, nhưng vẫn có những buồn phiền, những thất thoát không mong muốn. Vậy vận trình của người tuổi Sửu tháng 1 âm lịch năm nay có gì khởi sắc hay không? Những ngày nào tốt trong tháng này để tiến hành công việc? Tuổi Sửu cần chú ý những gì trong tháng này? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải qua video ngày hôm nay. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch. Từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với người tuổi Sửu. Tuy nhiên có một số ngày trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021 nhưng gia chủ tuổi Sửu sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 1. Tức ngày 16 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Ất Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 và Quý Sửu sinh năm 1973. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 1, tức ngày 28 tháng 2 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mùi, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ Tân Sửu sinh năm 1961 và Kỷ Sửu sinh năm 1949. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 1, tức ngày 12 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Ất Sửu sinh năm 1985 và Quý Sửu sinh năm 1949. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 1 năm 2021, từ ngày 21 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 1, từ ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng sẽ thuận lợi, đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp vô long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Tổng quan tử vi của tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 1 năm 2021, về phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu khá trầm lặng. Trong khi bạn còn chần chừ, do dự thì người khác đã giành mất cơ hội. Chính điều này sẽ khiến bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra từ đầu. Hơn nữa, bạn không tập trung cho công việc mà thường xuyên xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Lâu dần tích tụ thành nỗi lo vô hình, khiến bạn sợ hãi thật sự. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên bạn hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân, không nên sợ hãi thất bại. Bởi thông qua những lần thất bại, bạn có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dần hình thành bước đệm trong tương lai. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang pháp bảo. Minh Quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích hoạt con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Là một pháp khí được nhà Phật được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, chiêm khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ hai, về mặt tài lộc. Do công việc của tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch không được thuận lợi nên tình hình tài chính của bạn cũng không mấy khả quan. Những người làm ăn kinh doanh cũng không tốt hơn, bạn sẽ chậm chân hơn so với đối thủ, để lỡ nhiều cơ hội làm ăn. Thời điểm này, điều bạn cần làm là vá kén, phát huy khả năng, năng lực của bản thân mình thì mới có thể hy vọng tình hình tài chính được cải thiện. Đừng mãi đứng chờ vận may đến với bản thân mình. Trong tháng này, chi nhiều hơn thu nên bạn cần có một kế hoạch cụ thể, tránh việc chi tiêu quá đà. Ngoài ra, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời về kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công đều cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 1 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, trang trí hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình những vật phẩm phong thủy như vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm sẽ giúp các gia chủ hóa giải được những vật cản, ngáng đường, tình tài sum rỉnh, quản vận hành thông. Thứ ba, về mặt tình cảm. Về phương diện tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch không thật sự khởi sắc. Với những người đã có gia đình, xung đột, tranh cãi sẽ xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp đặt quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn xảy ra. Bên cạnh đó, tháng 1 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Vậy nên để kích hoạt đào hoa, quý gia chủ hãy sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe của bạn trong tháng 1 âm lịch cũng không quá khả quan, do chịu tác động tiêu cực từ hung tinh, thiên nguyệt. Công việc, tài lộc không được như ý khiến bản mệnh mệt mỏi, phiền muộn, thậm chí là tự trách móc bản thân. Nhưng bạn nên nhớ, sông có khúc, người có lúc, ai cũng sẽ gặp những thời điểm khó khăn trong cuộc sống. Không lúc này thì lúc khác, quan trọng là bản thân mình biết vươn lên để vượt qua những khó khăn. Vào thời điểm cuối tháng này, những gia chủ tuổi Sửu nên dừng lại, nạp năng lượng cho bản thân để chuẩn bị cuộc chạy đua nước rút cho những tháng tiếp theo. Ngoài ra, người tuổi Sửu nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận để kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, sức khỏe và bình an. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu trong tháng 1 âm lịch có sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng độ tuổi, đều nhờ vào việc thường xuyên luyện tập thể dục. Các bệnh nhẹ và đau xương khớp sẽ gặp phải trong tháng, tuy nhiên tác động không đáng kể. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, quý gia chủ nên sử dụng minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ hai, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Kinh dương kim gặp quý âm thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ Quý Sửu, cho nên nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt thì ắt sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Vận trình của các gia chủ trong tháng này khá ổn định do có quý nhân nâng đỡ, những cố gắng trong thời gian trước đây giờ sẽ được đền đáp. Tuy nhiên trong tháng này, những gia chủ cần cẩn trọng về vấn đề tài lộc, tránh trường hợp bị hao tổn tài lộc. Ngoài ra, bạn cần bình tĩnh giải quyết các sự việc gặp phải, hạn chế tranh chấp với người khác để không phải chịu thiệt. Tránh trường hợp làm việc có đầu không có cuối sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc đang triển khai. Trong quan hệ với các đồng nghiệp, cư xử cũng chưa khéo léo nên nhiều khi sẽ gây mất lòng, họa thị phi từ đó mà ra. Cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình trong tháng này. Thứ ba, Ất Sửu sinh năm 1985. Những người tuổi Sửu sinh năm 1985 sẽ khá may mắn trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm. Nếu còn độc thân, sẽ gặp được tình yêu đích thực trọn đời và sớm kết hôn để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. bên nhau. Nếu đã gắn bó, một chuyến du lịch với bạn đời trong tháng này sẽ cải thiện hơn nữa mối quan hệ của hai người và làm cho cuộc sống trở nên ngọt ngào. Nếu bạn đang ở trường hợp xấu là bạn đã trên bờ vực ly hôn thì bạn sẽ được hòa giải trong tháng này. Ngoài ra, người Ất Sửu trong đầu tháng 1 âm lịch về mặt tài vận có phần sa sút, sự nghiệp khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, sẽ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 1 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ tư, tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Đối với các gia chủ Đinh Sửu trong tháng 1 âm lịch nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của mọi người trong gia đình. Trong tháng này, những người sinh năm 1977 được dự đoán sẽ học hành tuần tới, thành tích học tập tiến bộ vượt bậc. Chính vì vậy, những người tuổi Đinh Sửu nên tranh thủ cơ hội học thêm nhiều bằng cấp, chính chỉ có lợi cho sự nghiệp ở tương lai. Ngoài ra, trong tháng tuổi Đinh Sửu cũng sẽ gặp được quý nhân khiến mọi thứ suôn sẻ và thuận lợi. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu, con giáp tuổi Sửu lại phạm Thái Tuế. Người xưa có câu, Thái Tuế đừng đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ Đinh Sửu sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Quý vị thân mến, trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 1 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!